Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Thầy Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghe thân thủ ý làm lễ tán dương Đức Tam Bảo các phóng tác. A Nan Tham Ma Sam Bồ Tho Pha Qua Bồ Tát Pha Văn Tăng A Di Đà Đề Mi. Bồ Tát Tô Pha Qua Ta Tham Mô Tham Năng Ma Sa Mi. Subhati Bhano Bhagavato Sevaka Sankho Sankhang Namami. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Thầy Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Đệ tử xin nghe thân thủ ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghe thân thủ ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghe thân thủ ý để làm lễ tán dương công đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lên lễ Đức Thế Tôn Ngài Phật A La Hán Chánh Đẳng Giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách phóng tác sinh ra họ cho Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn quá trong một pháp và nhanh chóng chứng đắc đạo quả niết bàn cùng nhau và cả thảy. Sa thú lành thay. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục với cái đề tài là nói dối có tội nặng. Vì đợt trước chúng ta đã có cái sự nói xuyên tạc, nói dối cũng có cách như là nói xuyên tạc. Chúng ta đang bàn về cái sự nói xuyên tạc, thì chúng ta, hôm nay chúng ta lại tiếp tục. Thì ở trong Tăng Chi Kinh chương 8 pháp, cái bài kinh Tướng Quân Si Há, bài kinh này có số là 12 và ký hiệu là A4 179. Thì khi Đức Thế Tôn Ngài ngự trú tại Uttara Sala, tức là cái giảng đường ngôi nhà có nóc nhọn ở nơi Mahavana, tức là ở Đại Lâm của thành Vesali, thì bây giờ Tướng Quân Si Há là đệ tử của tôn chủ Ni Ngăn Thá Nataputta. Thì Tướng Quân Si Há được nghe các Thích Ca Quy có danh tiếng tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Tướng Quân Si Há muốn đến viếng Đức Thế Tôn, ông đi đến tôn chủ Ni Ngăn Thá Nataputta và thưa rằng: thưa tôn giả, tôi muốn đến ý kiến Sa môn Gotama. Thì tôn chủ Ni Ngăn Thá Nataputta đã nói như vậy: này Si Há, ông chủ trương hành động lại đi đến ý kiến Sa môn Gotama là người chủ trương không hành động và huấn luyện đệ tử như vậy. Thì khi nghe vậy, Tướng Quân Si Há đã từ bỏ ý định đó. Lần thứ hai thì Tướng Quân Si Há được nghe các Thích Ca Quy có danh tiếng tán thán Đức Phật, tán thán thần Đức Pháp, tán thán thần Đức Tăng. Ông là muốn nói ý kiến Đức Thế Tôn nhưng lại bị tôn chủ Ni Ngăn Thá Nataputta lại cản trở như trời. Và lần thứ hai thì ông cũng đã từ bỏ cái ý định đó. Đến lần thứ ba thì Tướng Quân Si Há được nghe các Thích Ca Quy danh tiếng tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng. Ông quyết định đi đến ý kiến Đức Thế Tôn mà không cần hỏi ý kiến của các Ni Ngăn Thá hay là các tôn chủ Ni Ngăn Thá là Nataputta. Thì vào giữa trưa, Tướng Quân Si Há với 500 cỗ xe ra khỏi thành Vesali đi đến Đại Lâm tức Mahavana để ý kiến Đức Thế Tôn. Tướng Quân Si Há xuống xe đi bộ đến nơi Đức Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ông ta bạch hỏi rằng: bạch Thế Tôn, con có được nghe Sa môn Gotama là người chủ trương không hành động, thuyết pháp về không hành động và huấn luyện đệ tử như vậy. Bạch Thế Tôn, họ nói về Thế Tôn như vậy, họ có xuyên tạc Thế Tôn với điều không thường nhanh. Và họ trả lời có thuận pháp với chế pháp hay không? Và những ai mà thuyết muốn pháp không có lý do nào để thể chỉ trích họ. Phật Đức Thế Tôn, chúng con không có muốn xuyên tạc Đức Thế Tôn. Tức là ông có trình bày, ông nghe được như vậy đó. Và ông hỏi Đức Thế Tôn có phải cái thật sự phải là như vậy không, chứ không phải là ông có muốn có ý nghĩ là muốn xuyên tạc Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn mới dạy là thế này: này Đức Thế Tôn đã thuyết giảng đến Tướng Quân Si Há như vậy: này Si Há, ta tuyên bố về không hành động
đối với thân làm ác, ngữ nói ác và ý nghĩa ác. Ta tuyên bố về thân hành động đối với tất cả các bất thiện pháp, các ác pháp. Như vậy thì này chứ á, đây là một pháp môn. Do pháp môn đó, nếu nói một cách chân chánh về ta, thì có thể nói Sa môn Gotama chủ trương không hành động. Rồi, thuyết pháp về không hành động và huấn luyện đệ tử là như vậy. Này Sĩ Há, ta tuyên bố về điều thứ hai của Phật dạy là: này Sĩ Há, ta tuyên bố về hành động với thân làm thiện, lời nói thiện và ý nghĩa thiện. Và này Sĩ Há, đây là một pháp môn. Do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa môn Gotama chủ trương hành động, thuyết giảng về hành động và huấn luyện đệ tử như vậy. Tức là Đức Phật ngài bảo rằng là không nên hành động về thân làm ác, hay là không nên hành động với ngữ nói ác, hay không nên hành động với ý nghĩa ác. Nhưng ngài bảo rằng là nên hành động với thân làm thiện, nên hành động với ngữ nói thiện, nên hành động với ý nghĩa thiện. Như vậy, nhưng đã bị xuyên tạc rằng là cái cắt bỏ những đoạn sau đi, chỉ nói đoạn trước thôi. Là Sa môn Gotama là người chủ trương không hành động và huấn luyện đệ tử không hành động, cắt bỏ hết, thành ra cái ý nghĩa nó đã sai lầm. Người ta bảo rằng không, Đức Phật kể lại là không nên hành động về thân làm ác, hay không nên hành động về ngữ nói ác, hay không nên hành động về ý nghĩa ác. Những cái đoạn sau cắt bỏ đi, chỉ nói là Sa môn Gotama chủ trương không hành động và hướng dẫn đệ tử không hành động, nó đâm ra cái nghĩa đã sai lệch. Cho nên Đức Phật ngài nhấn mạnh lên chỗ này. Và Đức Phật ngài điều thứ hai, Đức Phật ngài nói với tướng quân Sĩ Há, và này thì Sĩ Há, ta tuyên bố về hành động với thân làm thiện, tuyên bố hành động với lời nói thiện và với ý nghĩa thiện. Và này Sĩ Há, đây là một pháp môn. Do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa môn Gotama để chủ trương hành động, thuyết pháp về hành động và huấn luyện đệ tử như vậy. Chúng ta mới thấy cái này là một cái hai cái pháp mà Đức Phật ngài nêu ra như vậy. Và tiếp theo Đức Phật ngài nêu tiếp thì pháp thứ ba: này Sĩ Há, ta tuyên bố về đoạn diệt tham sân si, ta tuyên bố về đoạn diệt các ác bất thiện pháp. Và này Sĩ Há, đây là pháp môn. Với một pháp môn đó, nếu nói về Sa môn, nếu nói về ta, thì phải nói là Sa môn Gotama là chủ trương về pháp độ nhiệt và huấn luyện đệ tử như vậy. Thì Đức Phật ngài bảo rằng hãy đoạn diệt cái thân làm ác, đoạn diệt cái ngữ nói ác và đoạn diệt cái ý ác. Nếu mà cắt bỏ làm sao, nói là Sa môn Gotama chủ trương đoạn diệt, là muốn gán cho ngài một cái ý nghĩa là đoạn kiến đó, một cái tà kiến nữa là vu khống là như vậy đó. Cho Đức Phật ngài mới chỉnh lại. Đức Phật ngài dạy là: này Sĩ Há, ba tuyên bố về đoạn diệt tham sân si, ba tuyên bố về đoạn diệt các ác bất thiện pháp. Và này Sĩ Há, đây là một pháp môn. Với pháp môn ấy, nếu nói chân chánh về ta, thì sẽ nói rằng có thể nói Sa môn Gotama chủ trương đoạn diệt, thuyết pháp về đoạn diệt và huấn luyện đệ tử như vậy. Điều thứ tư, Đức Phật dạy là: này Sĩ Há, ta nhàm chán đối với tất cả thân làm ác, nhàm chán đối với cái miệng nói ác và nhàm chán với ý nghĩa ác, ta nhàm chán đối với sự thành tựu các ác bất thiện pháp. Tức là ngài chủ trương này, hãy nhàm chán thân hình ác, hãy nhàm chán cái lời nói ác, hãy nhàm chán đi cái ý nghĩa ác. Nhưng mà là xuyên tạc, đó là Sa môn Gotama chủ trương là nhàm chán, cái gì cũng nhàm chán hết. Cái đó một cái điều là một xuyên tạc rất là nặng nề. Nên Đức Phật ngài giải thích cho Sĩ Há biết được như vậy.
Này sẽ đây là một pháp môn. Do pháp môn đó, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa môn Gotama là người nhàm chán và thuyết pháp về nhàm chán và huấn luyện các đệ tử như vậy. Điều thứ năm, này sẽ ba thuyết pháp để hư vô, tức là làm cho trống rỗng tham sân si. Và chữ hư vô đây là làm cho trống rỗng tham sân si. Này sẽ ba thuyết pháp để hư vô tham sân si, ba thuyết pháp để hư vô các ác bất thiện pháp. Này sẽ đây là một pháp môn. Do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, thì có thể nói Sa môn Gotama là cái người hư vô, thuyết nghe pháp về hư vô và huấn luyện đệ tử về như vậy. Như vậy chúng ta thấy nè, Đức Phật ngài chủ trương làm cho trống rỗng những cái tham sân si, nhưng người ta lại xuyên tạc rằng là ngài chủ trương hư vô chủ nghĩa, tức là cái gì cũng trống rỗng, cái gì cũng có hết, chẳng hạn như vậy. Đó là cái điều xuyên tạc. Điều thứ sáu, này si há, đối với lai các pháp ác bất thiện pháp phải khổ hạnh, tức là phải nhiệt tâm để mà từ ngữ nó là những cái pháp này phải cần phải nhiệt cần để mà độ tận, chặt đứt từ gốc rễ, làm cho nó không thể sanh khởi, làm cho nó không thể sinh khởi trong tương lai. Như vậy này sư á, đây là một pháp môn. Nếu nói chân chánh về ta, có thể nói Sa môn Gotama là cái người khổ hạnh, thuyết pháp về khổ hạnh và huấn luyện đệ tử về như vậy. Điều thứ bảy, Đức Phật ngài dạy rằng, này Si Há, Như Lai đã đoạn tận diệt nhập thai trong tương lai, tức là không còn tái sanh trong tương lai. Sự tái sanh cắt đứt đoạn tận gốc rễ, làm cho nó không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này Si Há, đây là một pháp môn. Do pháp môn đó, có thể nói Sa môn Gotama là người chủ trương không nhập thai, tức là không có tái sanh á, nhưng với không tái sanh á thì được bẻ cong một cách nữa là chủ trương không nhập thai, tức là không cho có di tồn ngay cái nội giống này. Đây là một cái lý luận xuyên tạc của bạn. Trên Đức Phật ngài dạy này, này Si Há, đây là một pháp môn. Do pháp môn ấy, có thể nói Sa môn Gotama là người chủ trương không nhập thai, thuyết pháp về không nhập thai và huấn luyện đệ tử không thai như vậy. Điều thứ tám, này Sư Há, ta là người an ủi tối thượng, tức là ngài sẽ giúp đỡ những an ủi đây, có nghĩa là để cho cái sự giúp đỡ của những người có duyên để mà có thể chứng đắc đạo quả. Này Sư Há, ta là người an ủi tối thượng, ba thuyết pháp về an ủi, tức là thuyết pháp về cái sự hỗ trợ dẫn dắt đi tới nơi cứu cánh là những bạn. Ba huấn luyện các đệ tử là như vậy. Này Si Há, đây là một pháp môn. Với pháp môn ấy, nếu nói về ta một cách chân chánh, có thể nói Sa môn Gotama là người an ủi, thuyết pháp an ủi và huấn luyện đệ tử như vậy. Rồi, thì sau khi làm tỉnh ngộ cái tâm lý của tướng quân Si Há, và tướng quân Si Há đã lắng nghe và hiểu rõ được cái mọi việc, thì xin quy ngưỡng và Đức Thế Tôn tiếp theo Đức Thế Tôn thuyết giảng về lý thứ diệu đế, tức là trước đó luôn luôn là ngài đối với người lạ đó thì lúc nào ngài cũng thuyết pháp bằng cách là tuần tượng pháp trước. Trước đây ngài nói về bố thí, rồi ngài nói về cái cõi trời, rồi ngài nói tới cái sự sanh lên các, xin lỗi, trước đây ngài nói về bố thí, rồi tiếp theo là ngài nói về cái trì giới, rồi sau đó ngài nói cái quả lành của bố thí trì giới là tái sanh về cõi trời. Ba cái pháp đưa cho người nghe nóng tâm mới được. Tiếp theo pháp thứ tư đó thì ngài mới trình bày ra cái tai hại, cái nguy hiểm, cái tổn hại của cái sắc tình hương vị xúc mà được sanh làm người hoặc là sanh ở cõi trời, thì luôn luôn nhận thức được cái sắc tinh hương vị xúc nó thù diệu. Cho nên các bạn chỉ ra cái sắc tinh hương vị xúc này nó nguy hại, nó tàn hại, nó làm hư hại rất là nhiều. Để chi? Để phát sinh được cái tâm nhàm chán đó. Rồi pháp thứ năm là lúc mình đó Đức Phật nó nói rằng những cái pháp ra khỏi sắc tinh hương vị xúc đó được gọi là xúc liền, tức là
giai đoạn đầu khi tâm người ta chưa có được mà trong sạch, thì Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp làm cho tâm trong sạch bằng cách là ngài thuyết lên cái Anuppakkhata, tức là cái cùng tự pháp, tức là ngài thuyết về cái bố thí để chi, để lìa bỏ cái bỏ sẻ, lìa bỏ cái tham. Và tiếp theo này, thuyết lên cái trì giới để chi, để tu tập tâm từ tâm bi, để tu tập những cái tâm hoan hỷ, ngay thì những cái tâm không ganh tị. Và tiếp theo ngài nói những cái quả lành để mà sắc tấn tích lệ những cái người hữu duyên, và họ thấy rằng người họ tin vào cái nếu mình làm việc thiện tốt thì có những quả an lạc, nhưng những quả an lạc này nó chỉ là phù phiếm, nếu như nó chỉ còn trong cuộc đời này nó chỉ là sắc tinh hương vị xúc thôi. Cho nên Đức Phật này chỉ ra cái tai hại đó để chi, để nhàm chán, để mình từ từ một cái kết quả thiện này muốn vươn cao lên, muốn tiến xa hơn, muốn thoát ra những cái dòng kiềm tỏ của sắc tinh hương vị xúc này, không bị sắc tinh hương vị xúc này nó quấy đầy. Đó là cái pháp mà xuất ly. Thứ ngày chỉ ra cái tai hại xong là ngài chỉ ra cái pháp mà xuất ly. Như vậy năm cái pháp này được gọi là Anuppakkhata, tức là tuần tự pháp. Sau khi tâm của người này đã nhung nhuyễn, tâm đã được trong sạch, ví như là một cái tấm vải đã giặt được sạch sẽ và sẵn sàng để nhuộm màu, thì lúc đó khi đó Đức Thế Tôn thuyết lên lý tứ diệu đế. Nghe xong lý tứ diệu đế thì phần lớn những thiện gia tử sẽ chứng được tính quả diệu luôn. Cũng vậy thì rồi tiếp theo Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng lên cái lý tứ diệu đế, và tướng quân Si Há đã chứng tất là tính quả diệu luôn. Và dĩ nhiên cái bậc thánh diệu luôn là luôn luôn quy ngưỡng tam bảo đến trọn đời rồi. Cái vị thánh diệu luôn 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 có niềm tin bất động nơi tam bảo đến trọn đời, và năm giới lúc nào cũng không hề vi phạm. Cho nên tướng quân Si Há đã tỉnh Đức Thế Tôn cùng chư tỳ khưu dùng cơm vào ngày mai nơi cái tư dinh của mình. Thì hôm sau Đức Thế Tôn cùng chư tỳ khưu đến tư dinh của tướng quân Si Há để tọa thực. Lúc bấy giờ cái nhiều niết ăn thá ở Visali đi từ cái đường lớn này đến con đường lớn khác, đi từ cái hẻm này đến cái hẻm khác, nên vừa đi mà vừa chúng vừa rêu rao lên rằng là Sa môn Gotama biết rằng là tướng quân Si Há giết một con heo lớn để làm một thịt cho mình, mà vẫn cứ dùng những cái món được soạn sẵn do Si Há cũng được như vậy. Cho nên đây là cũng là một cái sự xuyên tạc nữa. Tức là họ nói rằng hôm nay tướng quân Si Há đã giết một con thú lớn và một bữa cơm được soạn cho Sa môn Gotama. Sa môn Gotama tuy biết vậy vẫn ăn món thịt được sửa soạn do duyên vì mình mà được soạn ra. Tức là do biết rằng cái con vật nó chết vì mình mà vẫn cứ dùng món thịt đó, tức là một vật thịt mà không được trong sạch như vậy. Đây cũng là một cái sự xuyên tạc do nương theo một sự kiện đã làm sai đi cái sự thật của sự kiện đó. Sự kiện đó là như thế nào? Là tướng quân Si Há sai người đi chợ mua một con thú lớn để về làm cái vật thịt để cúng dường đến Đức Thế Tôn, và con thú nó đã chết rồi. Thì chết thú chết ở ngoài chợ, ngoài phố thì nó không còn là một chúng sanh nữa, nó chỉ là đất nước lửa gió mà thôi, nó không có còn là một cái sinh vật nữa, thì nó chỉ là những cái món vật thực và đem về để làm những món vật thực cúng dường Đức Thế Tôn. Còn bậc thánh Như Lô không bao giờ có những vấn đề sát sanh như vậy. Nhưng cái sự kiện này để nhóm Ni Cần Thá là Tam Bất Tá mới xuyên bạc, mới đi rao khắp từ hang cùng ngõ hẻm, từ đường lớn đến đường nhỏ, từ cái hẻm này đến hẻm kia, cứ nói rằng là tướng quân Si Há đã giết một con thú lớn. Thật sự con thú lớn này đã chết rồi, nhưng mà nói là tướng quân Si Há đã giết một con thú lớn và làm cái món vật thực để cúng dường Sa môn Gotama. Tại sao Sa môn Gotama biết rằng con vật này chết vì mình mà vẫn cứ ăn? Xuyên tạc một cách như vậy đó.
Điều này được gọi là sự xuyên tạc do nương theo một cái sự kiện đã, và điều đó đã làm sai đi sự thật của một sự kiện. Thì trong tạng luật cái bộ đại phẩm Ma Quát á, tập 2, cái chương dục phẩm, tức là phương chương này có tên gọi là phê sắc chắc thanh đa thắc căn, cũng đã ghi nhận nè, nhân sự kiện này Đức Thế Tôn là thuyết lên pháp hội thích hợp, rồi dạy các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, khi biết thật làm, tức là con vật nó bị giết á, có liên quan đến bản thân mình thì không nên thọ dụng. Bị nào thọ dụng thì phạm tác ác, tức là túc ca tác, tức là khi biết một con vật nó chết vì mình thì không nên dùng. Cho nên chúng ta thấy rằng có đôi lúc mới có những cái cuộc lễ mà nhìn lên bàn mình thấy là cái tâm của cái người cúng thì nó tốt, nhưng mà vô tình họ vi phạm, họ sai làm những cái như là những con cua, những con ghẹ cái hiệu này, họ luộc lên họ đem lên cúng dường. Nhưng mà những con cua, những con ghẹ, những ốc này nó vì mình mà nó chết, thì nếu vậy nào ăn cua, ăn ghẹ hay ăn những con ốc này mà, thì cái vị đó, tức là ăn đồ hải sản á, đồ tươi á, thì cái người đó phạm vào cái tội đức ca tác, tức là phạm tội xấu vậy mà. Và Đức Phật dạy là: này các tỳ khưu, ta cho phép họ dụng cá và thịt có được với ba điều. Yeah, ba điều. Thứ nhất là, tức là ba điều tuyệt đối thanh tịnh này, tức là không thấy, không nghe, cũng không nghi ngờ là con vật đó nó chết vì mình. Tức là không thấy người ta giết con vật đó, mà thấy rồi thì dứt khoát không ăn, nếu ăn thì bị phạm. Và cũng không nghe người ta mà nói rằng con sẽ giết một con gà, một con vịt để mà cúng sư, hay vậy mà vậy nào mà ăn là phạm đức ca tác. Và cũng không nghi ngờ rằng là người ta cái người này đã giết những con vật để mà để làm những món vật thực cho mình, nếu nghi ngờ thì cũng không được ăn, nếu ăn thì cũng phạm đức ca tác rồi. Cho nên cái ba cái điều này được gọi là tam tịnh dục, tức là ba cái món thịt được trong sạch đó thì mọi người. Mà nếu như mà con vật được xác định là chết để làm vật thực cho một cá nhân nào đó thì người đó không nên dùng cái loại vật thực đó, nên hãy bỏ đi những vật thực đó. Như vậy thì đây là được gọi là cái sự liên lạc đó. Thì chúng ta thấy là cái sự liên lạc có đôi khi đó nó nhiễu loạn qua một cái hình thức cái này hoặc hình thức khác. Có thể cái sự liên lạc nó có thể cắt bỏ giai đoạn trước hoặc cắt bỏ giai đoạn sau, thì cái ý nghĩa của một cái đoạn, một cái pháp đó nó đã bị sai rồi, nó không có đúng gì. Nên cái bài kinh này chỉ muốn nói rằng cái những cái điều Đức Thế Tôn này nói cách trọn vẹn thì mang ý nghĩa nó khác, nhưng khi mà cắt bỏ cái đoạn sau thì nó trở thành mang ý nghĩa khác rồi. Cho nên cái điều đó cũng được gọi là xuyên tạc. Cho nên nói thì phải nói cho nó đầy đủ, nói mà nó cắt nghe thì nó sẽ không có nghe được đầy đủ, thì coi chừng rơi vào cái sự tạc mà như vậy. Chúng ta đã hiểu được cái sự nói dối nó là hai hình thức, một là sự tạc, tiếp theo một sự nói dối khác tức là sự vu cáo. Đây là một sự nói dối có cái tính nghiêm trọng hơn cái sự sự tạc. Vì sao? Về sự sự tạc tuy có gây tổn hại đến người bị sự tạc, nhưng tùy theo mức độ sự tạc thì sự tổn hại đến người bị xuyên tạc nó không nặng lắm, nó chỉ làm phối giãn hay làm mất cái niềm tin cho người nghe mà thôi, chứ không có gây cái tai hại, không có gây một cái thiệt hại nặng nề lắm. Trái lại, cái sự vu cáo là tạo ra một cái điều không có rồi gán cho cái người khác, thì gán cho cái người bị vu cáo đó, thì cái người bị vu cáo có thể bị tổn hại đến tài sản cũng có, hoặc đến cả ngay cả sinh mạng cũng có. Ví dụ giống như cái người này không có gì hết mà vu cáo người này là phản bội, như vậy thì là có thể người này bị tịch thu tài sản cũng có, hoặc có thể là bị tổn hại đến sinh mạng cũng có. Cho nên cái sự vu cáo nó có một cái trạng thái nặng nề hơn là cái sự xuyên tạc. Thì ở trong thời của Đức Thế Tôn á,
có hai sự vu cáo đến với Thế Tôn rất là lớn và nổi cộm lên. Thứ nhất là cái nhóm ngoại đạo vu cáo đến Thế Tôn là đã giết nàng Sundari. Đây là một cái sự kiện mà vu cáo lớn. Thì nhóm ngoại giáo đã sử dụng nàng Sundari thường xuyên đi vào đại tự Chê Tá Quá Đáng. Thì cái nàng này được tên gọi là Sundari bởi vì nàng rất là xinh đẹp. Nàng giống như là một cánh hoa sen hồng nó sắp nở, nó nở rất là xinh đẹp. Cho nên nàng có tên gọi là Sundari. Nhưng một cái điều rất là tai hại là nàng quá tin tưởng vào cái giáo thuyết của nhóm ngoại đạo. Cho nên sẵn sàng hy sinh cả mạng sống mình đối với cái việc mà phục vụ cho cái danh lợi của cái nhóm ngoại đạo này và nghe lời sử dụng của nhóm ngoại đạo này. Cho nên nàng xin nó đây thường xuyên đi vào đại tự Chê Tá Quá Đáng và nàng đi để nàng cố ý để cho người ta thấy vào khi gần buổi chiều đó thì nàng từ ở bên ngoài nàng đi vào trong đại tự Kiều Viên. Rồi thì sau đó nàng mới lẻn trốn qua phụ ở nơi cái tự nguyện của nhóm ngoại đạo đó. Rồi sau đó vào gần sáng thì nàng từ cái tự nguyện của ngoại đạo nàng đi vào trong đại tự Kiều Viên. Rồi cái nàng đi ra thì cái những người Phật tử cận sự nam nữ hỏi họ nàng vì sao đâu mà nàng đi vô đây sớm vậy, hay là chiều mười giờ buổi chiều đó, vì sao nàng đi vào trong này giờ buổi tối, thì nàng bởi vì giả giờ nó tôi làm gì tôi thấy kệ tôi mất tôi mới vậy không tìm hiểu tôi làm gì có ích gì cho mấy ông đâu, chứ là tạo một cái sự nghi ngờ dần dần. Thì nàng nói rằng nàng phá ra nè tôi đã ở chung cốc với Sa Môn Gautama quân mật, cho đến khi mà cái nhiều người biết rõ nàng đi vào đi ra cách như vậy. Thì bây giờ khi mà nhiều người đã biết được cái thông lệ này Sundari thường xuyên đi lui tới nơi đại tự Kiều Viên như vậy thì nhóm ngoại đạo này đã thuê người giết chết này Sundari rồi vu cáo hoài ác đến các chư tỳ khưu luôn cả Thích Thế Tôn. Họ đã thuê những bọn vô thủ vô thực đó giết chết nàng Sundari rồi ném xác ở bên một cái đống rác nơi một cái hố rác gần hố đầy hoa. Cái hố này dùng để đựng hoa. Tại vì cái hương thất đến Thế Tôn á vào cái lúc đó người ta đem cái hoa tới để cúng dường cái hương thất của Đức Thế Tôn. Và sáng hôm sau thì cái hoa bị héo đi thì những người nọ cái cận sự nam cận sự nữ đó mới gom những cái hoa đó đem đi bỏ ở một cái hố cũng cách cái hương thất của Đức Thế Tôn không xa lắm, cũng khoảng dừng dài trăm thước cả hai. Cho nên cái hố này cũng được gọi là cái hố rác, nhưng mà hố rác đầy hoa. Cho nên cái nhóm vô thực này là giết chết nàng Sundari theo lệnh của nhóm ngoại đạo thì ném cái xác chết của nàng vào trong cái hố hoa đó lấp lấy hoa lấp lên như vậy. Thì sau khi mà giết chết nàng Sundari rồi hay vậy thì các chư sĩ ngoại đạo mới lên tình đến vua Vasenadi này. Thưa đại vương, chúng tôi không thấy nàng nữ du sĩ Sundari của chúng tôi đâu cả. Thì vua Vasenadi tức là vua Bạch Tư Nặc mà hỏi rằng các ngươi thử đoán xem nàng Sundari đi nơi nào. Thì họ trả lời rằng thưa đại vương, trong những ngày trước thì nàng Sundari thường đến viếng ở rừng Chê Tá. Vậy thì này các người hãy đi tìm nàng Sundari ở Chê Tá Quá Ná đi. Thì các du sĩ ngoại giáo đã đi tới vòng vòng tới cái hố rác nơi mà ném xác của nàng Sundari, tìm thấy xác nàng ở nơi cái hố rác đó, cái hố hoa đó, và họ đặt nàng Sundari lên một chiếc cái rồi đi khắp thành Savatthi từ cái đường này sang đường khác, từ đường nhỏ đến đường lớn, từ ngã ba này đến ngã ba khác như vậy. Và đi vừa họ vừa rêu rao rằng là các người hãy xem đây,
Đây là việc làm của các sa môn thích tử sau khi họ đã giao hợp với nàng nữ nhân này, rồi đã đoạt mạng nữ nhân này. Họ là những cái người vô liêm sĩ, thì vô liêm sĩ là các sa môn thích tử này, họ theo ác phá giới, họ hành ác pháp, chứ họ không có phạm hạnh, mà từ đâu họ có sa môn hạnh được chứ, từ đâu họ có bà la môn hạnh được. Tức là vừa đi vừa rêu ra như vậy, nói cách khác vừa đi mà vừa xuyên tạc một cách rất là thậm tệ, nó cho rằng các sa môn thích tử là cái người theo ác giới, cái người hành ác pháp, là họ không có sa môn hạnh nhưng mà họ tự nhận mình có sa môn hạnh, họ không có phạm hạnh nhưng mà họ tự nhận mình có phạm hạnh. Những người như vậy từ đâu mà có được cái được tốt đẹp được, nên vừa đi vừa la lớn như vậy. Và họ chỉ ngay trên cái cán đó là cái xác của nữ du sĩ Sundari, mà những nữ du sĩ Sundari rất là xinh đẹp, cho nên người dân thành sau khi cũng đều biết nè và thấy nàng chết như vậy. Cho nên khi thấy những vị như mấy giờ dân chúng trong thành Sabati đó tin theo cái lời suy tạc này, và khi thấy những vị tỳ cô đi ở trong thành Sabati, họ đã dùng những lời lẽ không tốt mắng nhiếc mà lệ phỉ báng các vị tỳ cô. Họ nói rằng vô liêm sĩ là các sa môn thích tử này, các sa môn thích tử này là theo ác giới, theo ác pháp, vân vân. Họ đã đọt mạng sống của sa môn nữ nhân này, tức là cho rằng các vị tiền phu đã đọt mạng sống của nền nữ du sĩ Sundari. Thì khi bị mắng chửi nhiều quá như vậy, các vị tiền phu về mới trình lên Đức Thế Tôn về điều này. Đức Thế Tôn mới dạy rằng này các tiền phu, tiếng đồn này sẽ không tồn tại lâu dài đến Như Lai đâu, chỉ một tuần thôi, sau một tuần sẽ biến mất. Nhưng để làm an lòng cho các vị tiền phu, Đức Phật ngài dạy các vị tỳ kheo một kệ ngôn để phản đối lại như sau. Cái câu nghe ngôn, cái câu kệ Pali nó cũng là như vậy. Aputa Pali, Lý Ra Giang, Ú Bê Tế, nói dối thì đi địa ngục. Đi được. Vô Qua Bí, Cách Qua Ná, Cá Rô Mí, Cha Hát, có làm, nói không làm. Phú Phô Bí, Tê Bách Chá, Sá Ma Phá Quanh Tiết, cả hai chết đồng đẳng. Rồi, tiếp theo nữa là Tí Thi Ná, Căm Ma, Mân Cha, Phá Rách Tha Tí, là người có nghiệp hạ tiện. Thì đó là câu kệ ngôn Đức Phật ngày dạy những vị tỳ kheo. Khi nghe những dân thành sau đi mắng chửi như vậy, thì hãy đọc lên trong kệ ngôn này như vậy. Chúng ta giải thích những câu kệ ngôn này như sau. Aputa Pali tức là người nói dối. Aputa Pali là cái người nói dối. Niraya là cái địa ngục. Phú Vê Tý là được ban cho. Tức là cái câu kệ đầu tiên là Aputa Pali Niraya Phú Vê Tý, tức là cái người mà nói dối thì người đó sẽ rơi địa ngục. Tức là câu này về các vị tỳ kheo không phản đối mà cũng không chấp nhận, chỉ nói là cái người nào mà nói dối thì cái người đó sẽ đi địa ngục, sẽ rớt xuống địa ngục, và chỉ cho những người không thấy lỗi người, không thấy lỗi người khác mà lại nói thấy, đó là cách nói dối. Cái người không thấy lỗi người khác nhưng mà lại nói là thấy, tức là cái người đó đang nói dối. Tức là người chối bỏ một sự thật, làm mất gốc một sự thật, thì con đường nhàn cảnh của người đó bị đứt gốc và người đó phải rơi xuống cái địa ngục như vậy. Tức là cái câu đầu này Đức Phật ngài chỉ ra là cái người mà nói dối thì cái người đó làm đứt đi cái con đường về nhàn cảnh, không còn tái sanh được làm người, không còn tái sanh được khỏi thế giới, và chỉ có một con đường duy nhất là rớt xuống địa ngục. Chúng ta mới thấy cái rớt xuống hoàn cảnh, cho nên Đức Phật ngài mới dạy Aputa Pali Nirayan Ubeti, nói dối đi địa ngục, tức là mất luôn cả làm người, mất luôn cả cái sự tái sanh về thiên giới là như vậy.
Biết theo câu thứ hai thì gọi là vô qua bí. Vô là ai, cộng vô qua là hay là cộng cho bí như vậy. Thì vô qua bí có nghĩa là người như vậy hay là người như vậy. Các con á tức là đã làm. Các rô bí cha há nói tôi không làm. Tức là cái câu này vô qua bí các con á, các rô bí cha há có làm nói không làm. Thế là sao? Người có làm lại nói không có làm là chỉ cho cái việc mà người đã có hành vi bất thiện lại chối bỏ, tôi không có làm như vậy, không nên làm như vậy. Tức là cũng là một sự nói dối nữa. Tức là cái không thấy mà bảo mình thấy đã là nói dối rồi. Rồi cái hai, người có làm mà lại bảo không làm cũng là một sự nói dối tiếp. Thì hai cái này cứ bật thì nhấn mạnh cái vấn đề nói dối này cũng rất là nặng nề là như vậy. Và tiếp theo câu kệ ngôn thứ ba là Cú Phô Biết Tê Bách Chá Sá Ma Phá Quanh Tiết. Cái chữ Cú Phô là cả hai, Bách Chá là sau khi chết, Sá Ma Phá Quanh Tiết là giống hệt như nhau. Sá Ma là giống nhau, Phá Quanh Tiết giống nhau. Tức là chỉ cho cái người nói dối và người có làm mà nói không làm thì cả hai sau khi chết đều đi như nhau, đều rớt xuống đều giống nhau như vậy. Nhưng mà ngài không xác định là cái rớt xuống địa ngục số năm như thế nào thôi. Tức là cái số năm mà cái người mà cái hành động bất thiện đó, nó cái số năm nó nhiều hay là ít, nó dài hay là ngắn là do sức mạnh của tâm. Và cái tâm họ cố ý càng nhìn nặng càng mạnh thì khổ thọ càng lâu dài, và tâm họ cố ý ngắn hạn tức là không có ác độc lắm thì cái khổ thọ nó ngắn đi. Cho nên câu chuyện ngôn này Đức Phật này chỉ nói rằng cái người không thấy nghĩa tức là người nói dối, và người có làm mà nói không làm, cả hai sau khi chết đều rớt xuống địa ngục như nhau. Nhưng ngài không có nói rằng là cái thời gian ở địa ngục bao lâu, nó cái thời gian ở địa ngục bao lâu đó, nó là tùy theo cái sức mạnh của tâm. Nếu tâm cố ý lớn mạnh thì thời gian ở lâu, còn tâm cố ý nhẹ yếu thì thời gian ngắn, nhưng cũng phải rớt xuống địa ngục. Cái này người này mới là quan trọng. Rồi tiếp theo là câu kệ thứ ba, tức là Bí Hà Ná, tức là thấp kém hạ tiện. Rồi Bí Hà Ná Căm Ma, tức là hành động thấp kém, động thấp kém. Mánh Cha là cõi người, Bá Đá Thá là từ đây về sau. Câu này có nghĩa là cái câu bao nhiêu rồi? Bí Hà Ná Căm Ma Mánh Cha Bá Đá Thá là kể từ khi đó đó, kể từ khi đó đó là người có hành động thấp hèn, tức là sẽ không thể sanh được làm người nữa. Tức là sau khi chuyện nó có nói dối, rồi chuyện có làm bảo là không làm hay vậy, rồi kể từ đó đó thì coi như cái người đó được xem là cái người có hành động thấp hèn. Tức là nói chung cái người nào nói dối, kể từ khi nói dối thì người đó được xem là người thấp kém, người thấp hèn. Rồi chứ nè, Ní Di Ná Căm Ma Mánh Cha Bá Ra Thác, Bá Ra Thác kể từ khi đó là người có hành động thấp hèn. Lại nữa chữ Bá Ra Thá là ở một nơi khác, tức là đi chung với Bé Chá, tức là sau khi chết, có nghĩa là sau khi chết ra khỏi cái cõi người, không còn được dính dấp cho cõi người nữa, mà sau khi chết ra khỏi cõi người, tức là đi một cái nơi khác như vậy, mà chỉ cho cái địa ngục. Cho nên khi mà các vị thầy cô tụng lên cái cõi kệ ngôn này thì các người đen sĩ phả mắng nhiếc và góc cảnh nói với các vị thầy cô, thì họ nghe họ giật mình, họ kinh hoàng, họ mới suy nghĩ rằng các du sĩ bảo sa môn, các sa môn tử này đã giao hợp với nè Sundari rồi sau đó hạ sát này nãy, vậy thì cái điều này có hay không? Thật sự
thì các du sĩ đó có thấy hay không? Tại vì nàng Sundari mà có giao hợp với các vị tỳ khưu á, thì cái những du sĩ này có thấy không? Không thấy là tại sao nói là các vị tỳ khưu là như vậy? Thật sự là các du sĩ này có thấy hay không? Rồi các du sĩ này có thấy các vị tỳ khưu giết các nàng nữ du sĩ Sundari không? Cũng không thấy. Rồi chúng ta cũng chỉ nghe cái đám các du sĩ này nói mà thôi, chứ thực tế thì chúng ta cũng không thấy. Nếu có các vị sa môn thích tử này không có làm như thế thì thì chúng ta lại nói là họ làm vậy là tạo ra một tội ác, họ làm vậy là ác pháp, họ làm vậy là ác giới. Như vậy thì chúng ta đã vu cáo họ với cái điều không thật rồi, bởi vì chúng ta không thấy và họ không có làm, mà chúng ta vu cáo họ nói họ là cái người, những người này là những người ác giới, những người này là những người ác pháp. Những cái điều mà nghe những vị tỳ khưu quan hệ với nàng Sundari, cái chính các du sĩ cũng không thấy, mà chúng ta cũng không thấy luôn. Rồi bảo rằng các vị tỳ khưu đã giết chết nàng Sundari thì các du sĩ đó cũng không thấy, mà bản thân chúng ta cũng không thấy. Vì sao vậy? Vì nếu mà các du sĩ đó ta thấy thì bắt tại trận rồi, chứ đâu phải đi tìm nhưng mà chết làm gì. Rõ ràng là ông không thấy, ông không thấy là ông dám nói người ta giết cái người này. Tức là một cái sự nhu khống như thế này. Và chúng ta cũng không thấy và cũng không biết cái điều này, chỉ nghe cái nhóm du sĩ nói mà thôi, và chúng ta tin theo như vậy. Trong khi các quỷ thì không, nhiều khi không có làm chuyện đó thì sao? Đã không có làm những chuyện đó mà chúng ta bị sĩ giả, chúng ta muốn giết, chúng ta nói rằng là các ông không phải là sa môn, các ông hành ác giới, các ông hành ác pháp, té ra là ta đã dù khống cho các vị đó, trong khi các vị đó không có làm chuyện này thì thật sự là rất là nguy hiểm. Cho nên chính chúng ta cũng không thấy các vị, nếu các vị sa môn thất tử này không có làm mà ta bảo nói như vậy thì chính chúng ta đã vu cáo họ cái điều không thật rồi. Lại nữa, nếu các sa môn đã làm thì họ đâu dám thề nguyện như vậy. Tức là các vị sa môn đã thề rằng, đã nguyện rằng ai có làm, nói không làm, sau khi chết rơi vào địa ngục. Thì xem như cái điều này giống như cái lời thề nguyện vậy, lời mà gọi là ước nguyện vậy. Nhưng mà như vậy là thật là khi có mà khẳng định được các sa môn thích tử này có phải là kẻ ác giới, hành ác pháp hay không? Do vậy họ sợ hãi, họ im lặng. Tại vì các vị sa môn này nói rất là thản nhiên, ai có làm mà nói không làm thì người đó cũng sẽ rớt xuống địa ngục. Họ nói rất là bình thản, nó chứng tỏ rằng họ không có làm, họ không làm nên họ không sợ. Nếu có làm họ sợ hơn, nhưng cái này họ không làm cho nên không sợ. Cho nên như những vị sư ông nói, ai có làm nói không làm thì kẻ đó rớt địa ngục như cái kẻ không có mà nó có, cái kẻ nói dối như vậy. Nhưng mà cái ngài nói một cái tướng rất là thản nhiên, nghĩa là không hề lo sợ, không ngài có một chút gì lo cả, tức là chứng tỏ ngài các ngài không làm. Nhưng mà giờ mình nói cái ngài như vậy thì rõ ràng mình vu khống cái ngài rồi, mà như vậy rất là nguy hiểm. Do vậy nên chúng họ đã im lặng lại. Mặt khác, cũng trong thời gian đó thì vua Bassanadi đã sai các thánh tử đi điều tra sự việc này cho rõ ràng thắng đẹp. Thì bây giờ các nhóm mà vô thủ vô thực sau khi giết chết nàng Sundari rồi thì nhận thù lao từ những cái du sĩ ngoài đạo, thì họ nhận những cái đồng tiền vàng, cái chúng ta đây gọi là cái hà bán á. Thì những đồng tiền vàng này ra lên, những nhóm du thủ này đã đi vào trong một quán rượu để uống rượu. Thì trong cơn mà phấn khích do cái hơi men, chúng đã tranh cãi lẫn nhau rồi khoe khoang rằng chúng ta đã nắm nàng xin đó đây hạ số, và chúng ta đã giết chết nàng ta rồi quan sát nàng xuống hố. Thì các thánh tử rình đập nghe được như vậy
là bắt hết tất cả những cái bọn côn đồ đó, nên nên tới đức vua Bassanadis. Thì đức vua Bassanadis được tự thân để tra xét, thì bọn chúng sợ tội cho nên đã khai ra. Thật sự việc này là do các du sĩ ngoại đạo đã thuê bọn chúng làm như này. Khi bây giờ đó thì vua Bassanadis đã cho bắt những du sĩ ngoại đạo được đem đến trước đức vua để đối chứng với cái nhóm du thủ này. Và trước mặt đức vua thì những du sĩ ngoại đạo này phải thú thật âm mưu vu cáo các vị sa môn tất tử cùng với việc suối người giết chết nàng Sundari để vu hạ cho đức Thế Tôn cùng với các sa môn tất tử. Thì đức vua Bassanadi sau khi biết rõ ràng như vậy thì đức vua Bassanadi ra lệnh cho các du sĩ ngoại đạo đi khắp thành Savatthi, từ đường lớn đến đường nhỏ, từ đường này đến đường khác, từ ngã ba này đến ngã ba khác, từ hẻm này đến hẻm khác, vừa đi vừa thanh minh rằng chính chúng tôi đã thuê người giết chết nàng Sundari để làm hạ uy tín của sa môn Gotama và đệ tử của vị đó. Chẳng phải là lỗi của ngài sa môn Gotama đâu, cũng chẳng phải là lỗi của các sa môn thích tử, mà đó chính là lỗi của chúng tôi. Tức là lúc trước các ông đi từ đường này sang đường nọ, từ đường lớn này sang đường lớn kia, từ đường hẻm này đến hẻm nọ, ông hiền bỉ bán, ông hiền sĩ vã là các sa môn thích tử là ác giới, là ác pháp, là giết quan hệ với nàng Sundari, là giết chết nàng Sundari, đúng không? Thì chính hôm nay chính ông là cái người đi cải chính tình đó và tự thú nhận chính mình là người đã xúi bảo người ta giết cái này nữ du sĩ Sundari, chứ không phải những sa môn thích tử, cũng không phải là sa môn Gotama. Chính ông nói như thế nào thì bây giờ ông hốt lại như thế đó, đã phải đi thanh minh như vậy. Thì nghe như vậy dân chúng thành Savatthi đã chỉ trích nặng nề đến các du sĩ ngoại giáo, và họ đã tăng thêm cái niềm sùng tín đối với Đức Thế Tôn cùng với băng chúng như vậy. Thì sau đó vua Bassanadi cho hành hình những tên du thủ cùng với nhóm ngoại đạo đó như vậy. Thì chúng ta mới thấy cái điều đặc biệt này. Thì ở đây có câu hỏi rằng, câu chuyện là như vậy đó, nhưng mà ở đây lại có một câu hỏi rằng vì sao Đức Thế Tôn biết việc làm này do các du sĩ ngoại đạo lập ra, tức tạo ra, lại không thông báo đến các thầy cô? Tức là ngài biết cái sự kiện này là do ngoại giáo đã bày ra, đã làm ra, nhưng mà ngài không có nói đến cho các vị thầy cô biết. Tại sao như vậy? Đây là một câu hỏi. Thì cái câu trong bản sứ giải, giải thích trong bản sứ giải của Phật Cú Đà Ná, thì ngài Quý Thái Cô Sáng ngài cũng giải thích như sau. Là trước tiên cũng như là trong cái nhóm tỳ khưu á, nên nhóm tỳ khưu này bị du khống như nhau á, mà tức là trong cái nhóm tỳ khưu khoan nói đến Đức Phật, trong cái nhóm tỳ khưu thôi, họ trước tiên đối với các vị tỳ khưu thì có hai dạng. Một dạng thứ nhất là các vị tỳ khưu thánh nhân, mà các vị tỳ khưu thánh nhân thì thấp nhất cũng là bậc dự lưu. Thì ngài Đức Phật ngài cũng không cần thông báo, bởi vì những vị tỳ khưu đó biết rằng là cái sự kiện này có thể là do ngoại giáo nó đã vu khống thôi. Vì chúng ta biết rằng cái bậc thánh dự lưu chỉ là bậc thánh thấp nhất là dự lưu thôi, cũng không hề phạm năm giới. Mà đã không phạm năm giới thì làm gì có sự quan hệ bất chánh, làm gì có sự giết một cái nàng Sundari. Cho nên đối với những vị tỳ khưu thánh nhân thì ngài không cần phải thông báo, vì những vị tỳ tử đó, những vị đó biết là mình không có, mà đó là bị du quan rồi, thì việc làm Đức Thế Tôn cần phải thông báo, người ta biết rồi, thông báo để làm gì? Nên đối những vị tỳ khưu thánh nhân thì Đức Thế Tôn này không cần phải thông báo, vì các vị thánh nhân thấp nhất cũng là không phạm vào năm giới. Thì chúng ta mới thấy rồi. Rồi bây giờ như vậy thì đối với các vị thánh nhân
thì thật sự là hoàn toàn vô tội rồi. Các ngài vẫn thản nhiên khi biết rằng cái việc này đó là một cái ác quả trong quá khứ đang tới thời cho quả, tức là một cái ác nghiệp trong quá khứ đang tới thời cho quả. Và ngài, cái ngài biết cái vị thánh nhân đối với những cái thiện quả hay là cái ác quả, các ngài vẫn thản nhiên chấp nhận đó, để ngài biết rõ rằng cái việc làm trong quá khứ mình có thể trong hiện tại những cái quả xấu, cái việc làm thiện mình ở trong quá khứ thì trong hiện tại mình sẽ nhận được những quả an lạc. Nhưng mà ngài cũng không có hay nghĩ đối với các tình thiện ra trong quá khứ, không đối với trong quá khứ, ngài cũng thẳng nhiên như vậy. Cho nên đối với những vị thánh lộc, những thánh mệnh, thánh nhân, những cao cấp hơn là thánh A La Hán, một thánh A La Hán càng thản nhiên hơn. Mà kính mình nó có đâu mình sợ, ai nói gì là nó mang nghiệp nó chịu, mà nó gọi rất nặng nè chứ không phải nhẹ đâu. Cho nói như vậy, thánh nhân Đức Thanh Con này không cần phải thông báo, vì các ngài biết là đây là bản của một ác nghiệp còn đi sót trong quá khứ, nó đang đến thời nó cho quả, và các ngài cũng thản nhiên chấp nhận. Thế rồi còn đối với những cái tỳ khưu phạm nhân thì sao? Thì Đức Thế Tôn cũng không thông báo. Vì sao? Vì có thể dẫn tới sự tổn hại lâu dài, đồng thời gây đau khổ cho những vị tỳ khưu chưa có niềm tin vững chắc nơi Đức Thế Tôn, chưa có niềm tin vững chắc trọn vẹn nơi Đức Thế Tôn. Ngài chỉ nói rằng cái việc này chỉ kéo dài một tuần rồi yên lặng, có thể thôi. Ngài con nói những vậy mà còn phàm nhân là chưa chứng đạo đạo quả thì nãy mà nói lên á, nó là cái này bị vu khống chẳng hạn vậy, thì cái này sẽ làm cho những vị này sẽ đau khổ. Tại sao đau khổ? Vì vậy này biết rằng Đức Thế Tôn bảo rằng cái này là cái chuyện cái những mại giáo nó vu khống, nó vu cáo cho mình. Thì khi mà vậy đấy thì thật á, thì những cái người dân nó không biết á, nhiếc mắng các ngài, sỉ bả các ngài, mắng nhiếc các ngài, do không kiềm chế được tâm thì các ngài sẽ phản ứng lại. Phản ứng đôi khi nó dẫn tới sân hận, nó dẫn tới những cái ác pháp nữa. Thì nếu như là thông báo như vậy, những vị thì khu phàm nhân biết là mình bị vu cáo thì sẽ có cái cách mà phản đối lại, những cách mà phản bác lại, vô tình sẽ tạo ra được cơ hội để cho tham sân nó sinh khởi lên. Đây là ngã mạng nó sinh khởi lên, đây là một những cái ác pháp nó sinh khởi lên. Cho nên Đức Thế Tôn này cũng không có thông báo đến các vị thì không phạm nhân, vì có thể dẫn đến tổn hại lâu dài đến các vị này, đồng thời gây đau khổ cho các vị thì không, khi mà cái vị này chưa có niềm tin trọn vẹn Đức Thế Tôn. Có nghĩa là có những vị này chưa có niềm tin trọn vẹn về cái lý nghiệp báo, cái lý nghiệp báo là thâm thẩm, mà vị này chưa có nắm bắt được, cho nên không có nghĩ về cái lý nghiệp báo. Đó là người ta vu khống mình, nhưng mà không biết rằng chính trong quá khứ mình đã từng vu khống người khác, thì giờ người khác vu khống mình đó, cái quả thôi, cái quả của cái nghiệp bất thiện quá khứ thôi. Nhưng mà không nghĩ như vậy, mà cứ trong hiện tại cứ cho rằng mình bị do vu khống, mình là vô tội trong cái hiện kiếp này, nhưng mà là có tội ở trong cái quá khứ. Nhưng mà tao thấy được điều này đâu, vì sao vậy? Bởi vì cái niềm tin này các tỳ khưu, việc này chỉ kéo dài một tuần rồi yên lặng. Ngài không có nói là bị vu khống vu cáo gì cả. Là mà thấy đối với những chư tỳ khưu, mặc dù Đức Thế Tôn đã biết rằng nhóm ngoại đạo đã vu cáo cho ngài, nhưng ngài không thông báo, như họ chỉ ngài chỉ nói gọn thôi là việc này chỉ kéo dài một tuần rồi yên lặng, thôi thế thôi. Vì cái năng lực của Đức Canh Tăng Giác mà cái ác nghiệp nào nó tới như trả cho ngài khi ngài còn mang bản thể là vị Phật, thì cái ác nghiệp nó cũng chỉ kéo dài một tuần mà thôi, nó không thể kéo dài hơn được nữa. Lại nữa, cái sự thông báo là đó là sự vu cáo của ngoại đạo,
không bao giờ xuất hiện nơi vị chánh định giác. Nó là không phải là cách làm của gì mà chánh định giác. Vì sao vậy? Vì rằng không một ai nói gì chánh định giác đó, nói gì về chánh định giác đó. Không một ai có thể vu cáo cho ngài được, không ai có thể vu cáo cho ngài được. Bây giờ nó Đức Phật nói đây là sự vu cáo của ngoại giáo, thì té ra này là vu cáo có cái những nhóm du sĩ có khả năng vu cáo cho ngài, vì ngài đâu phải là một chánh định giác đâu. Một chánh định giác thì không, cái quy luật của một chánh định giác không ai có khả năng vu cáo vu khống cho ngài được, không có một ai cả. Vậy thì sự vu khống này ở đâu mà ra? Nè xin thưa, cái câu trả lời, cái sự vu khống này nó là quả của một ác nghiệp quá khứ của ngài đang cho quả mà thôi. Còn nếu mà ngài nói đây là sự vu cáo thì tự ngài cũng đã nói dối, khi ngài biết nó là một cái ác quả của một ác nghiệp mà ngài bảo là người ta vu khống, sao được vu khống? Các mà cái ác quả của một ác nghiệp đang thời nó trổ rồi mà bảo người ta vu khống sao được? Như vậy thì ngài cũng đã nói dối, làm sao được mà bậc chánh tăng giác làm sao nói dối? Ngài biết nè, không có ai có thể vu khống ngài được, mà cái sự vu khống này xảy ra bởi do một cái ác quả của nghiệp quá khứ, mà một đã một ác quả của nghiệp quá khứ thì làm sao ngài bảo rằng là đây là sự vu cáo được? Nên không được. Cho nên không bao giờ ngài nói đây là cái sự vu cáo cả, mà ngài biết rằng đây là quả của một cái ác nghiệp xảy ra. Cái nghĩa là sao? Là nếu trong thế gian này không một ai có đủ quy lực để mà vu khống bậc chánh đẳng giác cả, mà bậc chánh đẳng giác bị du sĩ vu khống này không phải là nhóm du sĩ đó có đủ năng lực, mà chỉ qua chẳng qua đó là cái quả, cái ác quả của một ác nghiệp trong quá khứ đã tới hồi nó trổ quả mà thôi. Chơi nhóm du sĩ không có đủ năng lực để mà vu khống cho Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngài không bao giờ nói rằng đây là sự vu khống của ngoại giáo. Nói vậy thì cái địa vị chánh đẳng giác sẽ không có đứng vững. Này mới kết việc nhiều nằm ở chỗ này, nó sâu thẳm nằm ở chỗ này. Cho nên hỏi rằng sao Đức Thế Tôn ngài không nói đây là sự vu khống của ngoại đạo, trong khi ngài biết rõ nó là như vậy, do chính ngài biết rõ là như vậy nhưng ngài không nói. Vì sao? Vì ngài đã biết rõ nó là cái quả của cái ác nghiệp quá khứ. Người cứ muốn có lại thể làm được chuyện này thôi, ngoài ra thì không có một ai có thể làm được chuyện này cả. Cho nên mà nếu là ngài đã biết ác nghiệp trong quá khứ như vậy nên khổ, còn ngài còn nói nó là còn vu khống nữa thì té ra ngài nói sai sự thật, nó không đúng. Rồi chúng ta có thấy những cái lý tuyệt vời trong cái điểm này thì như đã nói trước đó đó, đây là quả còn dư sót của bất thiện nghiệp trong quá khứ. Thì trong tiền thân của Đức Phật á, khi còn làm kẻ vô lại, tôi có tên gọi là Munali. Thì kẻ vô lại này đã vu khống Đức Phật bậc giác là Sarapu, là bậc tịnh hạnh. Nên trong hiện tại này ngài bị vu cáo lại vì cái nguyên nhân của nữ du sĩ Sundari. Cái nhóm ngoại đạo không có khả năng để mà vu cáo, chẳng qua cái ác quả ngài nó trổ thôi, cho nên nhà thấy rõ như vậy. Cũng trong một cái quá khứ, tiền thân Đức Phật là một cái Bà La Môn phong thái, vị này có 500 đệ tử Bà La Môn trú nơi rừng Khi Mã. Thì vậy Bà La Môn phong thái này đã vu cáo cho ẩn sĩ Khi Mã là một vị thành tựu năm tháng trí, là có cái đại thần lực, có được thần thông làm những điều sai quấy. Thì 500 cái môn đệ của Bà La Môn phong thái này đã đi khất thực theo từng nhà, đã nói dân chúng rằng ẩn sĩ Phi Má là một vị thọ dụng dục lạc. Cho nên trong hiện tại này do quả còn dư sót đó, tức là cái quả đó này đã rớt xuống phục cảnh rồi nhưng mà hiện nay còn bị dư sót, cho nên khi đi khất thực trong thành Quân Xá, bị những cái người dân trong thành Quân Xá đã nói rằng ông là người ác giới, ông là người ác theo ác pháp, ông là cái người giết hại những nữ du sĩ của quân. Nên để gì trong quá khứ cũng đã từng đi khám bác thực rồi cũng rỉ tay nói là
Nghe ẩn sĩ Phi Má là cái người tham đam dục, tham thích về dục lạc vân vân. Trong khi cái vị ẩn sĩ này rất là trong sạch, rất là tốt đẹp, cho nên rớt xuống hậu cảnh rồi, bây giờ quả còn chịu gió như vậy. Thì như vậy thì cái quả này cũng đã ảnh hưởng tới cái, trong hiện tại này cái quả đó đã trả cho 500 vị thì khu này, đã biết cái quả trả cho 500 vị thì khu này, thì làm sao Đức Thế Tôn mà nói là đây là cái sự du phóng nữa, nào mà thấy cái đặc biệt cái câu kệ là hay ở trong đó. Tức là Đức Thế Tôn bị ác quả nó tới hồi trả quả rồi, thì 500 vị tỳ khu này cũng bị ác quả đến hồi nó trả quả. Như vậy thì những cái sự du khống á, thì nó chỉ là một cái hiện tượng mà thôi, nhưng mà thực tế nó không, mà nó chỉ là cái quả ác, cái ác trong quá khứ nó là trả quả mà thôi. Cho nên Đức Thế Tôn này không nói là những cái nhóm du sĩ ngoại đạo là du khống. Và cái do nguyên lực của vị chánh tăng giác trong 7 ngày thì mọi việc nó rõ ràng. Và dĩ nhiên cái tu sĩ và những du thủ đó bị trả quả ngay trong hiện tại là như vậy. Thì 500 bà la môn ấy năm nay là chính là 500 vị tỳ khu này. Dạ, vị đã bị thì du phóng lại cũng như vậy thôi. Đó là cái ác quả thôi. Ngay cả cái sự thì chúng ta mới thấy rằng là ngay cả cái kệ ngôn mà phản bác lại sự du cáo thì Đức Thế Tôn cũng không có đề cập đây là sự du cáo. Ngài chỉ dạy rằng nói dối đọa địa ngục, có làm nói không làm cả hai chết đồng đẳng, làm người nghiệp hạ tiện, có vậy thôi. Nghĩa là chỉ ra cái con đường ấy, nếu như con đường ác nghiệp thì nó dẫn xuống cái ác quả như vậy. Và nếu là nói dối và vừa có làm không nói không làm thì cả hai chết đều đồng đẳng, cũng đớt xuống địa ngục mà thôi. Như vậy thì trong kệ ngôn này cho thấy rằng các vị thiền cô không đứng chánh là việc ấy tôi không có làm. Trái với thái độ của các du sĩ là buộc tội sĩ mắng bôi nhọ rồi sĩ mã, tức là các du sĩ có cái tính chất không khoan dung, đó là một cái bộc lộ cái tính kiềm hãm. Trái lại các vị thì không nói lên kệ ngôn là nhớ thái độ bình thản, không ái nái, không có lo sợ, không có hành học, không có phải cáo bẩn gì cả. Đó là thái độ khoan dung, thái độ từ tất cả các vị thì không như vậy. Và các vị thì không chỉ có thái độ rất đơn giản, đó là sao? Là không nguyền rủa, chỉ nói đúng pháp là thôi. Nhưng không có người rõ là ông vu cáo tôi thì ông sẽ phải rớt địa ngục, ông vu cáo tôi ông phải rớt xuống khổ cảnh, ông vu cáo tôi ông sẽ bị những cái tai nạn như thế này thế kia, không có. Cái ngày chỉ nói đúng pháp thôi, cái ngày chỉ nói đúng pháp, cái câu kệ ngon đúng không? Nói dạ là nó rất đúng pháp thôi. Ai nói dối thì đọa địa ngục, ai có làm nói không làm cả hai chết đồng đẳng, vậy thôi. Là làm sẽ làm người có cái nghiệp hạ thiện, vậy thôi. Chứ ngài không có nói là tôi không có hay là vu cáo tôi không có, vậy vậy. Rất là bình thản như vậy. Thì các vị thầy cô đã khẳng định những cái câu chuyện ngôn như vậy, cho nên đã xem như đó là một cái lời thầy rất nặng đó. Nhưng mà các vị đó nói với vẻ rất là thông dong, không chút e dè. Điều này cho thấy rằng các vị thầy cô là vô tội. Thế thì những cái người cư dân đó mới nói rằng các ngài đã như vậy thì tại sao lại ta lại bảo các ngài thực hành ác giới ác pháp chứ? Điều mà chúng ta chưa chứng kiến rõ ràng là như thế là cái vu cáo rồi. Thì quả ác nghiệp này nó sẽ dẫn ta xuống địa ngục, như vậy thì có ích lợi gì đâu? Khi mà mắng chửi người ta có ích lợi gì đâu? Cho nên ta nên thấy rằng cái ác hại đó ngay trong hiện tại lẫn trong vị lai thì tốt nhất là chúng ta hãy im lặng. Tại vì mắng chửi một cái người mà mình không biết là có làm hay không làm, ngay cả cái người đó có làm không làm mình không biết mà mình mắng chửi người ta thì có ích lợi cho mình đâu? Không có ích lợi trong hiện tại cũng không có ích lợi trong tương lai, thì tốt nhất thì im lặng. Nha, Đức Phật đã biết nó là cái quả của nghiệp, nên dù có thông báo hay không thông báo
cũng không có thoát khỏi cái ác quả của nghiệp. À, như trong câu Phật ngôn của câu Pháp Cú 127, trong câu Pháp Cú 127 Đức Phật ngài cũng dạy rằng na anh ta lý khê na samutta mắt chê chúng ta mắt chê na anh ta lý khê na samutta mắt chê không trên trời giữa biển na bắt bắt ba năng quý quá rằng không biết xác không bám vào động núi na vichati so chá gác tiếp bá đê so không chỗ nào trên đời chắc thá thí tô bút chê giá ba ba cầm mạc trốn được quả của ác nghiệp. Vậy chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài bảo rằng dạy rằng khi mà đã tạo một cái ác nghiệp rồi, khi ác quả nó trổ thì không có trên trời, không ở giữa biển, không ở trong cái hang núi, thì không có một chỗ nào ở trên đời này có thể tránh khỏi cái quả của ác nghiệp. Nên chúng ta mới thấy câu chuyện ngon cũng rất là đặc biệt. Đừng nghĩ rằng mình trốn trong hang núi hay là mình lặn xuống biển hay là bay trên trời có thần thông, mà khi ác nghiệp nó tới rồi đó, cái ác quả nó tới rồi có thần thông cũng bay cũng không được nữa. Đây là trường hợp của bà Samaputi cũng có, đây là trường hợp ngày Moggallana cũng có. Moggallana là bậc có thể có đại thần thông tối thắng đệ nhất về thần thông, nhưng mà khi mà ác quả tới trổ rồi đó, thì cái ác quả mà kiếp xưa mà đánh cha mẹ chết á đã trổ rồi, thì ngày hai lần đầu ngày dùng thần thông mà bay đi được, nhưng khi mình đã trổ chín mùi trổ rồi đó, ngày nhập vô thần thông cũng không bay được, cho nên bị bọn cướp đánh tàn sát như vậy. Khi ác nghiệp nó trổ rồi thì không có dùng thần lực thần canh mà có thể mà thoát ra được hết, lúc đó không thi triển thần thông được cái hạn này. Mà chúng ta thấy nè, giỏi nhất là bà Úc Bà Lóc Bà Nai cũng là đệ nhất thần thông bên nữ ni, nhưng mà trong một cái ác quả trong quá khứ dùng nghĩ mình có sắc đẹp để mà mê hoặc tướng vua xí quý hạn này, kiêu mạng lên hạn này, trong kiếp này cũng vì sắc đẹp mà bà Úc Bà Lóc Bà Nai bị cái người anh họ của mình là Nanh Đá đã làm không cái gì tốt đẹp, và lúc đó bà chỉ có thần thông mà bay không được luôn, bay không được luôn, và bà chỉ có an trú tâm vào cái sơ định và mặc cho cái đại thanh niên Nanh Đá này cũng làm gì làm. Dĩ nhiên cuối cùng thì nhà Nanh Đá này cũng bị đất rút, bị xâm phạm tới vị thánh nữ này, cho nên dù có thần thông mà đến khi ác quả trổ rồi thì Nanh Đá đã thời chín mùi nó trổ rồi thì cũng không thể dùng được không như vậy. Nên Đức Phật ngài mới dạy rằng cho dù ở trên hư không, cho dù ở giữa biển, cho dù ở lớn xa xa trong cái động núi hay là ở cứ một chỗ nào cũng không thoát khỏi cái quả của ác nghiệp chúng ta đã sinh khởi, nên chúng ta phải kinh sợ ác nghiệp là như vậy. Và lại nữa thì câu chuyện ngôn trên Đức Thế Tôn chỉ ra nghiệp và quả của nghiệp. Đức Phật ngài đã chỉ ra là ai nói lời không thật là chỉ cho cái ác nghiệp, phải đến địa ngục là chỉ cho quả của cái ác nghiệp. Và Đức Thế Tôn đã không nói người tạo ra nghiệp, cũng không nói người nhận quả của nghiệp. Thì đây là cái lý vô nghĩa của lời dạy của Đức Phật chính chánh đẳng giác. Ai nói lời không thật là chỉ nó chỉ ra nghiệp thôi, chứ không nói người nói lời không thật, không có, chỉ nói ai chứ không nói cái người. Rồi thì phải đi đến địa ngục, không nói cái người đi đến địa ngục mà chỉ nói là phải đi đến địa ngục mà thôi. Tức là lên hai cái câu kệ này Đức Phật ngài nói lên cái lý vô ngã đó. Không có người tạo nghiệp, cũng không có người nhập quả, mà chỉ có cái pháp vận chuyển mà thôi. Cái pháp, cái người tạo nghiệp này, cái pháp tạo nghiệp này chính là tâm sở tư, và cái người nhận quả là ai, chính là tâm sở thọ, nó không có cái bản ngã nào đó cả. Cho nên với hai câu này Đức Phật ngài nói ra cái nhân và cái quả, mà không có người tạo nghiệp, cũng không có người nhận quả, chỉ có pháp hành để diễn tiến mà thôi. Đây là cái lý luận vô ngã trong lời dạy của chánh đẳng giác. Và Đức chánh giác chỉ nêu ra cái hành động tha quá, không đề cập đến người. Thế rồi các vị tỳ khưu hoan hỷ đi đến, để Đức Thế Tôn bạch trình lên Đức Tôn
cái sự việc là sau một tuần thì mọi việc nó đã tấn nghiệp và uy tín của Đức Phật và tăng đoàn tăng lên cao, nên là dùng dục nó càng lúc càng sùng tính hơn nữa. Cũng vậy thì Đức Thế Tôn sau khi hiểu biết rõ được cái ý nghĩa này, nên khi ấy ngài phải nghĩ ngài thốt lên cái lời cảm hứng ngữ như sao. Cái bài kinh này nằm ở trong cái bài của tập Ú Đà Ná, tức là cảm hứng ngữ Tú Lanh Tý Qua Cha Giá Chá Na Á Sanh Nhá Ta. Người không biết chế ngự với lời đâm người khác. Xá Rê Hí Săn Ga Má Gác Tăng Quát Quân Chá Răng. Giống như voi bị đâm khi tham gia chiến trận. Suốt qua ná Quát Giăng Quát Ú Săn Ú Đi Biết Tăng. Nghe những lời phó ác tỳ khô hỉ chịu đựng. Nên đây là cái câu kệ cảm hứng ngữ Đức Phật ngài thuyết giảng ở trong tập Ú Đà Ná. Để chúng ta giải thích cái ý nghĩa cái câu kệ ngon này, cái nghĩa rất là đặc biệt. Nhưng Đức Phật ngài dạy cái ý nghĩa như sau: A thí hòa sa dê khích khú A đức tha chí tô. Tức là giữ gìn không nói lên, tâm không có hiền hạnh. Thì đây là cái câu kệ ngon trong Ú Đà Ná này mày. Thì giải cái kệ ngon này nói lên sự nhẫn nại chịu đựng của Đức Thế Tôn. Chữ A sanh nhát ta nó bằng chữ ná là không, cộng cho sanh nhát ta. Sanh nhát ta là tự thu thúc. A sanh nhát ta có nghĩa là người không thu thúc, tức là người không tự gìn giữ mình, là chỉ cho người thiếu trí xem thường nghiệp và quả. Cái người mà không tự thu thúc mình á, nghĩa là trong cái là cái người đang xem thường cái nghiệp quả. Mà một khi nó hiện về rồi đó, cái ác nghiệp mình tạo ác nghiệp là khi mà có ác quả rồi đó, cái than van mắt mặt lầm đìa những lợi mà không hiểu tại sao. Thì cái câu đầu tiên Tú Lanh Tý Qua Cha Giá Chá Na Á Sanh Nhát Ta. Chữ Á Sanh Nhát Ta là cái người mà không biết tự gìn giữ hay là tự thu thúc, chỉ cho người thiếu trí xem thường cái nghiệp quả như vậy. Thì cái Tú Lanh Tý Qua Cha Giá Chá Na là dùng lời nói đâm người khác. Chữ Tú Lanh Tý có nghĩa là xuyên phủng người khác, xuyên phủng người khác. Rồi Qua Cha Giá là dùng lời nói. Tú Lanh Tý Qua Cha Giá Chá Na dùng người, dùng lời nói để đâm tâm người, mà chỉ cho dùng lời nói vu cáo đến những bậc hiền thiện. Giống như con voi bị được xông pha nơi chiến trận, bị đâm bị bắn nhưng con voi vẫn chịu đựng và không bao giờ lùi bước để đi đến chiến thắng. Cũng vậy, những cái lời mà vu khống sẽ không kết quả trước những bậc hiền thiện điềm tĩnh như vậy. Giống như con voi được huấn luyện khi ra chiến trận, nó sẽ hứng chịu những cái mũi tên bắn vào người, những mũi lăng nhọn đâm vào. Cũng vậy, người hiền thiện chịu đựng mọi sự phỉ báng vu cáo của phàm nhân chú trí là như vậy. Như câu Pháp Cú số 321 như vậy. Thì Đức Phật này có dạy rằng đó là Thanh Tăng Ná Nhâm Tý Phá Mí Tùn Phá Mí Tình Thanh Tăng Ra Cha Phí Ru Hát Tý Thanh Tô Xét Thô Bánh Tuất Xê Xú Vô Tý Qua Tiên Tý Tích Khách Tý. Voi luyện được dự hội, ngựa luyện được du cởi, người luyện bậc tối thượng chịu đựng mọi kỳ bán. Thì con voi mà được rèn luyện thì được đức vua cởi, con ngựa mà được rồi, con dơi mà được huấn luyện thì tốt đẹp, nó được dự những cái đại hội tốt. Còn con ngựa được huấn luyện đầy đủ thì nó được đức vua cởi, bởi vì nó đã được phụng thuộc rồi. Con người mà được huấn luyện, tức là người mà được huấn luyện tốt đẹp thì trở thành bậc tối thượng, thì cái người đó phải chịu đựng mọi cái sự bị bán của kẻ đối nghịch, phải chấp nhận được như vậy thôi. Muốn tế độ người mình cũng phải chịu phải như vậy thôi.
Rồi tiếp theo, cái câu nghe kể tiếp là xuống to quá, nè, xuống to nát, tức là đã nghe. Qua văn, tức là lời nói. Phá rú săn, lời thô lỗ cọc cằn. Phú đi trí tăng, phú chữ chữ phú đi trí tăng, tức là quá khứ phân từ của động từ. Phú đi ra tí, phú đi ra tí bằng tiếp từ ngữ ú, cộng cho căn ý rác, nè, cộng cho ê, có nghĩa là nói ra. Thì cái câu này có nghĩa là đã nghe lời thô lỗ nói ra. Á thí qua xá dê thích khu, vị thì khu không nói lời, không nói lời. Á thí qua xá dê thích khu, vị thì khu không nói lời. Tức là dù cho nghe tiếng nói thô lỗ thì vị thì khu kiềm chế tâm, giữ gìn cái tâm, không không có phẫn nộ, không có nói lời, không nói lời. Á đút thá chích tô, á đút thá chích tô, tâm không ác xấu, tâm không ác xấu. Chữ á đút thá chích tô thì bằng chữ ná cộng cho lúc thá chứ tá, tức là tâm ác xấu, ná là không, tức là tâm không ác xấu. Nó vì sao vậy? Vì vị thì cô đã nhẫn nại im lặng với tâm không ác xấu, vì vị đã sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Là thấy sợ hãi được cái luân hồi, sợ hãi được cái ác quả đó. Chữ sợ hãi, thấy được sợ hãi, chữ phân toa liền gọi là phá văn, xin lỗi, phá văn tức khá ná. Tức là thấy được sợ hãi của sự luân hồi và nhận ra đây chính là bản chất của dòng luân hồi. Khi mà phẫn nộ lên là đang lao vào dòng luân hồi, thấy được nó chính là cái cạm bẫy của luân hồi. Và để thấy sợ hãi của cái luân hồi thì né tránh cái sự sân hận, tức là không có phản kháng, là im lặng chấp nhận. Đây là đây chính là cái bản chất của dòng luân hồi. Và vị ấy khéo luyện tâm khiến cho tâm thiền trong sạch, không có ý nhiễm, là chỉ cho vị thì cô an trú trong tâm từ với năm cái lời nói như trong kinh ví dụ cái cưa số 21 như vậy. Tức là trong kinh ví dụ cái cưa ở trong trung bộ một đó, bài kinh số 21, thì lúc Phật này dạy rằng cái vị thì cô khi nói đó, khi nói đó thì phải nói đúng thời, đừng có nói phi thời. Một, thứ hai là khi nói phải nói chân thật, không nói hư nguyện, là hai. Thứ ba là nói ngu nguyết, không có nói thô bạo. Và thứ tư là nói có nhân quả, chứ không phải nói không nhân quả. Tức là nói có điều kiện, có nhân, có duyên, chứ không phải nói một cách mơ hồ, nói một cách không nhân không duyên. Và thứ năm, nói với tâm từ chứ không phải nói với tâm sân. Vị tỳ khu luôn luôn khi mà nói thì phải nói theo cái năm cách thức này, tức là nói đúng thời, không nói phi thật, nói chân thật, không nói dối trá, nói im dịu, không nói thô bạo, nói có nhân quả, không nói mơ hồ, không nhân không quả, và nói với tâm từ chứ không phải nói với tâm sân. Vậy vị thì cô đó luôn luôn có được công tự tốt đẹp như vậy. Và thú vị bà giãn chúng tôi tới đây cũng vừa phải đạt phú báo của sinh lên, xin cúng dường từ chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư phật tử trong tập đàn nương theo quả phước này. Chúng tôi không quên mọi hướng đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây, chư thiên ở cõi tứ đại vương, chư thiên ở cõi đầu lợi. Còn mong các ngài quan hỷ lợi dụng, sau khi lợi dụng rồi, xin gia họ đi chư tôn đức tăng và toàn thể chư tử luôn được ăn vui tự tại, được tấn quá trong Phật pháp. Và nương theo quả phước này, chúng tôi xin hướng nguyện đến tăng quần quý của còn đại tiền của toàn thể chư Phật tử, mong rằng các vị đó luôn luôn được sự an vui. Nương theo quả phước này, chúng tôi xin hướng nguyện đến hương linh đạo quá giảng của toàn thể chư Phật tử, xin lỗi, hương linh của tăng quần quý của đạo quá giảng của toàn thể chư Phật tử, mong rằng ở cảnh giới nào các vị đó cần phải những quả phước này để được sự an vui, được sự tất quá. Rồi sau cùng xin chia điều quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loại đều được tòa dụng đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sanh Kha Giác. Sa thú lành thay.
Ya de wa ta san ti quy ha ra wa si ni thu pe kha re po thi kha re ta hình ta tham ma đa ne na pa quan tu pu chi ta sot thìn ca ron tê ta quy hà ra man đa lê thể ra cha mắt cha na qua ca cha phích ca vô xa ra mi ca đa na ba ti u pa sa ca gà ma cha đề sa ni gà ma cha ít sa ra sắp ba na phụ ta su khi ta pha quan tu tê cha la bu cha về bi cha an cha sam pha qua sẵn sê đa cha pa a tha vô pa pa ti ca niệu gia ni căng pa Ba ba rằng ba tích cha tề sắp bề bi đúc ca sa ca ròn tu sang ca dằng thà tu chi rằng sa phăng thầm mô thầm mắt ta ra cha búp ra là sẵn khô hồ tu sa mắt vô qua áp thà gia cha hi ta gia cha âm hề rắc ca tu sắp thầm mô sắp bề bi thầm ma cha ri nô yu thiền sầm ba bu này gia ma thầm ma ri gia ma quê di tề Y đăng quá ta mê buồn nhăn a sa quắc kha dạ quá hằng hồn tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.